Chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ ra một cái video clip hướng dẫn mọi người chi tiết về cái mạch đấu nối on off khởi động từ và gọi là nhiệt để điều khiển một cái con động cơ 3 pha 380V. Thì lý do là do dịch bệnh nó diễn biến khá là phức tạp, thì cho nên mình không có thời gian nhiều để mình ra nhiều video để đăng lên kênh Thợ Quèn. Thì hy vọng là mọi người thông cảm. Thì hôm nay vào một cái buổi tối này thì mình rảnh rỗi, cho nên mình mở máy tính lên và sẽ hướng dẫn cho mọi người thật là chi tiết về cái cách đấu nối cái mạch on off khởi động từ và gọi là nhiệt để điều khiển động cơ này. Rồi bây giờ mình bắt tay vào nha. Thì trước tiên thì mọi người lấy cho tôi một cái Aptomat MCCB 3 pha nha, MCCB 3 pha. Đây. Thì mình sẽ đặt tên cho nó là MCCB. Bỏ mấy cái cực nó đi ha. Bỏ mấy cái số đi cho nó dễ nhìn. Ok. Đây là nguồn 3 pha 380V nha. Đấy, đây là cái Aptomat. Thì trước cái Aptomat thì mọi người phải lấy cái nguồn. Mọi người phải lấy nguồn. Đây tôi lấy 3 pha lửa. Đấy. Rồi, mình sẽ đặt là nguồn. Ok. Rồi, tiếp theo, dưới cái MCCB thì mình sẽ lắp khởi động từ vào. Đây là khởi động từ. Đấy. Dưới khởi động từ thì mình sẽ lắp rờ la nhiệt nha mọi người. Rờ la nhiệt. Rờ la nhiệt nó nằm ở đâu ta? Đây. Đấy. Đây là mình đánh dấu khởi động từ là khởi động từ K nha. Mình đặt tên cho nó là K. Enter. Rồi, gọi là nhiệt thì mình xóa mấy cái số này đi. Mình đặt cho nó là tên là RN đi, là gọi là nhiệt, đơn giản như tiếng Việt cho nó dễ. Rồi, dưới gọi là nhiệt thì mọi người lắp cái motor vào. Đây, mình sẽ lắp motor 3 pha. Đây, bỏ cái chân BE này đi ha. Mình đây là motor enter. Đấy, đây là cái thằng mạch động lực. Thì bây giờ mình sẽ nối dây mạch động lực nha. Đây, lửa 1 thì vào đầu trên của CB. Đây, lửa 2 vào thứ 2, lửa 3 sẽ vào thứ 3. Dưới MCCB thì mình sẽ đấu vào cũng tương tự là 1 xuống khởi động từ nha. 1 xuống 1, 2 xuống 2 và 3 xuống 3. Rồi, khởi động từ thì gọi là nhiệt sẽ lắp vào khởi động từ. Này là phần bắt ốc. Nha, rồi. Thì dưới gọi là nhiệt thì mình sẽ đấu về động cơ. Nhưng rồi. Đấy. Đó là xong cái phần đấu nối động lực. Rồi bây giờ mình sẽ đi về cái phần điều khiển nha. Sẽ lắp cái phần điều khiển. Thì cái phần điều khiển thì mọi người cho nên cho tôi một cái cầu chì để bảo vệ mình điều khiển cho nó an toàn nha. Cho nó an toàn. Đây, một cái cầu chì. Đấy. Thì cầu chì thì tôi thì hay dùng tiếng Việt cho nên tôi chọn là CC là cầu chì nha. Rồi sau cái cầu chì thì mình sẽ chọn nút nhấn. Đây, nút ốp thì là mình chọn là cái thường đóng. Thường đóng thì là đây là nút ốp. Enter. Đấy. Rồi tiếp theo mình sẽ nút on. Nút on là tiếp điểm thường mở. Đây mình sẽ đặt tên cho nó là on. Một hơi nối dây mình mới quan trọng phần nối dây. Đây, on.
Xong rồi sau nút on thì mình sẽ chọn một cái cuộn côi của khởi động từ 512. Ok, khởi động từ này là đặt cho nó phù hợp với cái bên đây nha. Khởi động từ K mình đặt là K. Ok. Rồi tiếp theo là tiếp điểm relay nhiệt. Tiếp điểm relay nhiệt. Relay nhiệt thì đáng lý là cái relay nhiệt là nó nằm ở đây, nhưng mà khi mà relay nhiệt này nó test không được thì tôi chọn cái này thường đóng, đặt là 9596 nha. Tiếp điểm 95 96 relay nhiệt. Ok. Đặt cái relay nhiệt này là 9596 nhé. Mình sẽ đặt nó lại là 95 96. Ok, đây là relay nhiệt để 9596. Rồi tiếp theo thì mình sẽ lấy cái tiếp điểm thường mở của relay nhiệt luôn. 9798 thì mình đặt ở đây. Rồi, thì mình lấy cái tiếp điểm 9798 này ra mình đặt ở đây luôn nha. Rồi, tiếp theo mọi người sẽ lấy một cái tiếp điểm duy trì của khởi động từ duy trì thì đặt song song với cái thằng khởi này. Duy trì thì mọi người sẽ đặt là K. Enter. Xóa mấy số đi. Tiếp điểm thường mở của khởi động từ nha. Ok. Rồi. Tiếp theo mọi người sẽ vẽ một cái bóng đèn. Mọi người sẽ cần tới một cái bóng đèn nha. Bóng đèn báo hoạt động và một cái bóng đèn báo sự cố. Đây, bóng đèn báo hoạt động thì tôi sẽ chọn là cái bóng đèn xanh và tôi để là cái đèn on ha. Ok. Còn này là tôi sẽ chọn là đèn đỏ. Đèn sự cố thì tôi sẽ chọn là đèn đỏ và tôi ký hiệu là SC là sự cố. Rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau đấu nối nha, đấu nối dây nha. Thì bây giờ mình sẽ chọn dây dẫn dưới cái CP này. Tôi sẽ lấy nguồn ra một dây, một dây. Tôi nói về cái trước cái cầu chì. Tôi lấy pha giữa nha, pha giữa nha mọi người. Rồi tôi sẽ lấy pha giữa là pha lửa 2 dưới cái MCCB 3 pha, tôi sẽ đấu về cầu chì. Rồi sau cầu chì thì tôi sẽ đấu về nút ốp. Sau cầu chì thì đấu về trước thường đóng nút ốp và sau thường đóng nút ốp thì đấu về trước thường mở nút on nha. Mình sẽ nói và từ trước thường mở nút on này nè mọi người, lấy ra một giây mọi người lấy ra một giây cho tôi. Chích ra thêm một giây mọi người đấu qua tiếp điểm duy trì nha. Đấy, nó như vậy. Rồi sau thường mở nút on thì mọi người đấu về chân A1 và đồng thời mọi người lấy từ cái vị trí này mọi người đấu sau thường mở nút on nè, mọi người đấu về duy trì và đồng thời đấu về cái bóng đèn luôn, bóng đèn báo hoạt động luôn. Đấy. Rồi tiếp theo chân A2 của khởi động từ mọi người đấu về 95 của relay nhiệt. Rồi từ cái chân A2, từ cái chân A2 này nè của khởi động từ này nè, mọi người đấu về chân còn lại của bóng đèn hoạt động luôn, báo hoạt động luôn nha. Đó. Rồi 96 và 97 mọi người cầu lại với nhau. 96 và 97 mọi người cầu lại với nhau nha. Và mọi người lấy cho tôi ra một cái dây nguồn nguội. Tại vì đây là khởi động từ coi 220 nha. Cho nên mình phải có dây mát. Đây là dây nguội nha. Enter. Rồi. Nguồn nguội. Mình sẽ đấu rồi
Nguội thì mình sẽ đấu về chương 96 hoặc chương 97, tại vì hai chương này là như nhau, nó đã cầu lại với nhau rồi. Rồi, từ chương 98 của Gà Lai Nhiệt, mọi người đấu về một chương của đàn báo sự cố. Chương còn lại của đàn báo sự cố về đấu về trước nút đỏ nha. Là sao cầu chì đó. Rồi. Như vậy là mình đã được một cái mạch điều khiển một cái con động cơ 3 pha 380V bằng cái nút nhấn on off rồi. Thì bây giờ mình cùng tiến hành mình test thử nè. Trước tiên thì mọi người sẽ đóng cái nguồn động lực lên, đóng nguồn động lực lên. Thì khi mà đóng nguồn động lực lên, đóng cái MCCB 3 pha này lên thì nó đi tới trước cái công tắc tơ nè, trước cái khởi động từ nè, nhưng mà nó chưa dẫn tới động cơ được, tại vì cái này nó chưa có cuộn coi, nó khởi động từ nó chưa có hút, nó chưa có đóng tiếp điểm ba cái tiếp điểm động lực này lại. Thì nguồn lửa của điều khiển này, lửa hai này nè, dưới CB này nó đã có điện thì nó dẫn qua cái cầu chì đi tới trước trước nút on, nó thông qua nút off nè, đi trước tới nút on, và đồng thời nó dẫn về một cái một chân của bóng đèn sự cố luôn. Thì khi nhà mà chúng ta nhấn on nè, đấy mọi người thấy nè, nhấn on thì cuộn chân A1 và A2 nó đủ điện áp 220V, thì đồng thời đèn này nó báo hoạt động, nó sáng lên, nó duy trì được duy trì qua cái tiết điểm K này để cho bên đây cái mạch động lực này, khởi động từ này nó đóng lại, nó thông mạch rồi nè, mọi người thấy không, nó dẫn điện đến motor thì motor lập tức quay, motor lập tức quay. Hiện tại motor quay đang quay cùng chiều kim đồng hồ hết mọi người, đang quay cùng chiều kim đồng hồ. Rồi mình muốn dừng thì mình bấm nút off thì động cơ lập tức mắc điện, tiếp điểm của khởi động từ K nó hở ra rồi nè, nè bấm on thì nó đóng lại, đấy off nè, on nè. Còn khi mà đang chạy mà mình chỉnh cái gờ la nhiệt, ví dụ như động cơ này là 4 kg thì mình sẽ chỉnh dòng nó là 7-8 ampere gì đó, nếu mà mình nó vượt trên 7-8 ampere thì gờ la nhiệt này nó sẽ mở tiếp điểm 95-96 này ra, đóng 97-98 lại, thì mọi người sẽ xem chặn cái nó như thế nào nha. Đấy mọi người thấy không, cái mạch này nó sẽ tắt, khởi động từ nó nhả ra để bảo vệ động cơ, tại vì động cơ đang bị quá dòng thì không được chạy, nếu mà chạy là nó sẽ hư hỏng động cơ. Thì lúc này đèn báo sự cố này sẽ sáng lên, nó sẽ báo cho người vận hành biết là cái động cơ này nó đang bị quá tải, quá dòng. Thì lúc đó mình sẽ đi khắc phục lại, mình tìm nguyên nhân để khắc phục lại. Thì khắc phục xong rồi mình lại mình reset cái gờ la nhiệt lại và bấm on, thì động cơ lập tức hoạt động trở lại, hoạt động trở lại bình thường. Rồi sẵn tiện đây nó có cái mạch này thì tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người đảo chiều quay con động cơ 3 pha này luôn. Hiện tại động cơ này nó đang chạy cùng chiều kim đồng hồ hết mọi người, đây nó quay cùng chiều kim đồng hồ có mũi tên nha. Rồi bây giờ tôi sẽ chỉ cho mọi người đảo chiều, mọi người sẽ tắt cái mạch điều khiển này ly, muốn an toàn thì mọi người tắt luôn cái CB này, tắt cái CB 3 pha này muốn an toàn nha. Rồi mọi người đảo dây cho tôi bằng cách đây, tôi sẽ lấy đây, hiện tại thì nó dưới gờ la nhiệt nè, 1 xuống 1, 2 xuống 2, 3 xuống 3. Bây giờ tôi sẽ giữ lại pha 1 và tôi đổi pha 2 qua pha 3 và pha 3 qua pha 2 lại. Giờ tôi sẽ cắt hai cọng dây này đi, và tôi đấu lại. Đây, pha 2 tôi sẽ đấu. Đây pha 2. Pha 2 nha. Pha 2 này tôi sẽ đấu xéo qua pha 3. Rồi ok. Rồi pha 3. Pha 3 thì tôi sẽ đấu ngược về pha 2. Đấy. Mình sẽ giữ cố định pha 1 và pha 2 thì mình đi về pha 3. Pha 3 thì mình về pha chân 2 của động cơ. Thì lúc này mọi người sẽ khởi động lên coi nó chạy có ngược lại không ha. Đây tôi sẽ bấm on. Đấy mọi người thấy không? Hồi nãy nó quay cùng chiều cái đồng hồ, giờ nó quay ngược lại nè. Đấy động cơ quay ngược lại. Đó là cách đảo chiều động cơ 3 pha. Rồi. Video mình đến đây là kết thúc. Nếu mà mọi người thấy video của mình hay thì nhớ cho mình một lượt like, một lượt đăng ký kênh, một lượt chia sẻ nhé, để ủng hộ kênh Thợ Quèn của mình, để mình có nhiều động lực hơn ra nhiều cái video mà mình hiểu biết đó, chia sẻ đến người xem. Xin ái chào tạm biệt.